con trai phóng hỏa đốt nhà cha mẹ ruột. Sau khi châm lửa đốt chiếc xe máy của mình, Nguyễn Việt Hùng ở Hà Tĩnh tiếp tục phóng hỏa đốt nhà cha mẹ ruột. Chiều ngày 24 tháng 12, ông Mai Xuân Lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy vụ việc con trai phóng hỏa đốt nhà cha mẹ ruột. Vụ việc xảy ra là điều đáng tiếc, hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc, ông Lý cho hay. Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, ông Nguyễn Viết Hùng, 36 tuổi, ngụ thôn Lâm Phú Thịnh, xã Xuân Liên, đã bất ngờ phóng hỏa đốt nhà của cha mẹ ruột. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng phát dữ dội. Để đảm bảo tính mạng, cha mẹ của ông Hùng đã phải bỏ chạy ra ngoài, đồng thời hô hoán hàng xóm tới dập lửa. Sự việc nhanh chóng được người dân trình báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân huy động phương tiện và nhân lực tiến hành chữa cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản trong nhà của cha mẹ Hùng bị thiêu rụi. Ông Hùng sau đó cũng đã bị công an khống chế đưa về trụ sở để điều tra và tránh để người này gây ra sự việc tương tự. Trước đó, vào chiều ngày 23 tháng 12, Hùng cũng đã phóng hỏa đốt xe máy của mình. Phát hiện sự việc, người thân ông Hùng đã dập lửa nhưng xe máy đã bị cháy trơ khung. Được biết, ông Hùng là người có tiền sử mắc bệnh tâm thần và thuộc diện địa phương quản lý.